Rồi, xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và anh chị em. Cái chỉnh sửa 14 môn phái lần này thì tiếp tục hai cái clip trước, cái clip này sẽ nói về tầm 3 đến 4 môn phái, thì chắc là toàn còn một clip nữa thì nó sẽ hết cái series này thôi. Thì lần trước thì cái đợt chỉnh sửa lần này cũng kéo về trạng thái cân bằng, nó chả thiên nhiều một môn phái nào hết. Thì khi mua ra một môn phái mới thì nó sẽ gọi là thiên về môn phái đó, nó kéo mọi người chuyển qua môn phái đó. Nói chung là cái đợt chỉnh sửa này thì nó sẽ thiên về gọi là do là cái nhịp độ chiến đấu sau này nó tăng cao lên, cho nên nó là bây giờ mình hồi phục sinh lực thì mình sẽ hồi phục theo kiểu sinh lực mà là sinh lực hiện tại luôn, chứ ở trước nhân theo điểm thể chất này nọ thì bây giờ bỏ qua né tránh, cũng bỏ qua cái né tránh cuối, bỏ qua kháng cả, cũng bỏ qua kháng cả cuối, tỷ lệ bảo kích cũng tăng, tỷ lệ bảo kích cuối, cho nên nó là cái gì cũng tăng cái lớn nhất lên, thì hồi máu như cái kiểu đó thì khỏi hồi luôn, cho nên Ngami nó phế dần đó. Thì bây giờ nó chỉnh lại như vậy, thì Ngami lần này được chỉnh sửa nhiều nhất, nói chung cũng có vài môn phải được chỉnh sửa nhiều nhất, mà Bá Đạo bị ép xuống khá là nhiều nè, nhưng mà song song Thiếu Lâm được đưa lên nè đó. Còn mấy môn phái kia thì có chơi vui thôi. Thúy Yên thì ở trạng thái cân bằng đó, Ngami đưa lên, Thiên Nhẫn thì fix lại cái kiểu võ thần điện, mấy cái combo mà mấy phái mà đánh solo thì fix lại cái kiểu combo. Tiếp tục thì Ngũ Độc, lần này mình sẽ nói là 1, 2, 3, 4, 5 phái đi, 5 phái tính tới đường môn là 5 phái đi. Hiện tại đó thì cầm cái giết ra một cái bột lòng này, cái giết là Ngũ Độc với fix lại hai cái bí kíp thôi, Âm Phong Thực Cốt và Mê Tâm Cổ. Ok, thì bây giờ xuống tới cái bang thì cái bang fix lại cũng hai bí kíp luôn, Long Chiến Vu Giả và bí kíp Tuyết Địa Quần Vũ. Chắc là cái gì nữa đây, Tuyết Địa Quần Vũ hình như có tăng máu thì fix lại cái sinh lực cơ bản thôi. Rồi còn cái chiêu của Hoa Sơn thì Hoa Sơn chưa có về Việt Nam, nhưng mà nó cũng fix lại cái chiêu này là chiêu phá kiêu. Phá kiêu này nó fix lại, lát tôi cũng nói với sơ sơ anh em luôn. Còn Thiên Dương là cũng bí kíp Kim Trung Cháo tăng cái sinh lực bằng cái sinh lực hiện tại. Rồi thì thấy đợt này là đường môn được fix nhiều nhất. Nói chung là đường môn Đào Hoa nè, đường môn Đào Hoa Thiếu Lâm, Ngami với lại Bá Đao được fix sửa nhiều nhất rồi. Bây giờ mình vô mình tìm hiểu những cái gì mình nãy mình nói á. Thì bây giờ là dạ ok. Rồi thì theo trên đúng thực trình tự hồi nãy là mình sẽ coi Ngũ Độc chưa đúng không? Rồi môn phái để coi Ngũ Độc. Rồi Ngũ Độc đây. Rồi bấm vô coi thì nãy có bí kíp là Âm Phong Thực Cốt và Mê Tâm Cổ, thì để coi Âm Phong Thực Cốt đâu. Đây Âm Phong Thực Cốt. Ủa nhầm, cái này chịu hồi trùng độc. Rồi Âm Phong Thực Cốt lấy cái giết ra, quên như vụ lấy cái giết ra ngoài. Rồi. Rồi Âm Phong Thực Cốt để coi bên phiên bản Việt Nam. Thì với phiên bản Việt Nam thì nó sẽ tăng cho mình 100, bỏ qua 150 điểm bỏ qua né tránh thôi. Còn sau này Âm Phong Thực Cốt nó sẽ được chỉnh thành là bỏ qua 40% né tránh cuối. Cái này là né tránh cuối nha. 150 điểm bỏ qua né tránh thì bây giờ nó cộng lại 40% né tránh cuối thì nó sửa lại ha. Thì sau này cái gì nó cũng sửa lại cái tính theo cái phần trăm nhiều hơn là cái tính theo điểm. Mà trước điểm thì nó mấy cái server đầu thì điểm nó nhiều thiệt, nhưng mà về sau mấy cái 150 điểm này nó không có là nhiều hết á, nó càng ngày cái bí kíp nó càng ngày càng phế. Chính xác thì không còn chính xác nữa, không có điểm chính xác nữa, nhưng mà được cái 10% độc công thì độc công cơ bản vẫn giữ nguyên, cái 10% độc công này vẫn giữ nguyên, nhưng mà sẽ có 100%. Nó sửa lại luôn là ở phiên bản cũ của mình là có 30% nhận 25 tốc độ đánh duy trì 8 giây. Thì bây giờ mình được 100%. Đó, sửa lại luôn là được 100%. Nhận 50 điểm tốc độ đánh là nhận gấp đôi luôn, duy trì 8 giây. Tức là khi mà mình nổ Âm Phong Thực Cốt ra, cái bí kíp sau cùng của nó thì nó fix lại là như vậy. Đó là có 40% bỏ qua cái né tránh cuối cùng. Bọt cái né tránh sau cùng của đối phương đó, né tránh mà trừ hết tất cả các điểm này nọ, cái né tránh nó trừ trực tiếp vô cái né tránh đó luôn. Tăng 10% độc công là đam độc nữa. Cứ Âm Phong Thực Cốt nó cũng có đam độc theo thời gian mà. Tăng 10% hẳn vô mấy cái đam độc đó luôn. Đó. Rồi có 100% nó sẽ ra tăng 50 điểm tốc độ đánh duy trì 8 giây, trong vòng 8 giây nó sẽ đánh nhanh hơn giống như Đào Hoa vậy đó. Đó, không biết phải không nữa, tại vì bí kíp cao thì nó mới cộng cái đó, còn bí kíp sơ như cái ạc cao của tôi thì không có được đâu. Rồi Mê Tâm Cổ ha, để coi Mê Tâm Cổ nó fix lại làm sao. Rồi Mê Tâm Cổ, Vạn Cổ Triệu Hồi Mê Tâm Cổ. Thì hiệu quả của Mê Tâm Cổ tăng hiệu quả của độc công, kéo dài thời gian duy trì. Ủa đâu thấy nó thay đổi gì đâu. Mê Tâm Cổ, nó khiến cho mục tiêu phải chịu tăng thêm 15% sát thương phải chịu.
Tức là cái mê tâm cổ này. Ồ. Đúng rồi, đúng rồi. Làm cho sát thương độc công của đối phương phải chịu thêm tăng thêm 15%, tức là bình thường chỉ bị dính 100 giọt là ví dụ dính độc đi bị giật 100 giọt thì bây giờ bị giật thêm 15%. Giật thêm 15% tức là bị dính 115 giọt đó, đại loại vậy đó. Thời gian duy trì của mê tâm cổ kéo dài 22 giây. Đó, độc tăng 5 lần độc công. Tăng 5 lần độc. Là thêm 5 lần giật độc của mê tâm cổ, tất cả các chiêu luôn, cứ như chiêu nào cũng vậy, tăng 5 lần giật độc lên. Thì thời gian chờ, thời gian hồi chiêu của đối phương tăng thêm 3 giây, tất cả các chiêu của đối phương luôn tăng thêm 3 giây hết. Một cái mic đâu rồi? À cái mic này. Thì nãy giờ mình nói về ngũ độc thôi. Cái bây giờ mình chuyển qua cái bang ha. Ok, qua cái bang hiện nãy, cái bang là Long Chiến Vu Giả và Tuy Điệp Cuồng Vũ. Thì bây giờ cũng không cần đổi phái luôn, chỉ nó chỉ đổi bí kíp thôi, cho nên là mình không có cần coi cái chiêu thức nó thay đổi như sao. Thì coi Long Chiến Vu Giả trước đi. Long Chiến Vu Giả thì bí kíp cấp 20 trên 20 á, là nó thay đổi như sau. Nâng cao 15% lực tấn công cơ bản, thì phiên bản cũ cũng nâng 15% tấn công cơ bản. Nhưng mà nó thay đổi lên này luôn, thì xưa chỉ là 150 điểm bạo kích thôi, nhưng mà bây giờ nó tăng cho mình là 15 điểm bạo kích sau cùng. Điểm bạo kích sau cùng và 40%. Xóa đi một hiệu quả có lợi của đối phương, thì nó thay đổi cái này thôi, nó chỉ thay đổi cái dòng này đúng thì không có thay đổi gì nhiều. Thì về sau thì 150 điểm bạo kích về sau nó rất là ít, cho nên là nó tăng cho mình 15 điểm bạo kích sau cùng luôn á. Thì trừ mấy cái điểm bạo kích cộng tới cộng lui trừ qua trừ lại này nọ, cộng trực tiếp vô 15% đó, đại loại như vậy. Còn Tuy Điệp Cuồng Vũ chắc cái hiệu ứng hồi máu thôi chứ không có thay đổi gì nhiều rồi. Tuy Điệp Cuồng Vũ tăng 800% né tránh cơ bản và 30 điểm di chuyển, như cũ không có thay đổi. Thời gian duy trì tăng lên 5 giây cũng không thay đổi luôn. Đúng rồi, như mà tôi dự đoán thì nó chỉ thay đổi cái hồi máu thôi. Thì đồng thời hồi lại, tức là hồi lập tức, là lập tức hồi 4,5% sinh lực hiện tại. Chỉ cần phát động cái là, ồ, mỗi giây, mỗi một giây nó hồi 4,5%. Hình như không có giây đúng không? Nó chỉ hồi lập tức hồi thôi chứ không có hồi như hồi xưa là cứ một giây nó hồi thể chất nhân cho 100 điểm. Tuy đi tồn tại bao nhiêu giây nó hồi bao nhiêu đó điểm. Còn bây giờ là lập tức hồi 4,5 thôi chứ không có hồi nữa. Nó vì là cái bàn bị ép xuống chứ không có được nâng lên đâu mà sung sướng gì. Nãy cái bang xong đúng không? Thì để coi lại cái ngũ độc cái bang Hoa Sơn Thiên Dương ở Đường Môn. Rồi, tôi nói về bí kíp của Thiên Dương trước. Tại vì bí kíp Thiên Dương này chắc cũng cái kim chung cháo rồi, nó thay đổi cái sinh lực rồi. Đúng rồi, nó chỉ thay đổi cái sinh lực thôi. Để bên mở bên Việt Nam coi cái nào. Kim chung cháo, đúng rồi, chỉ thay đổi cái đó thôi, giảm thời gian chờ 5 giây như cũ nè. Giảm thời gian chờ 5 giây, thời gian duy trì của chiêu này tăng lên 5. Tăng 150 điểm. Kháng tất cả cơ bản. Ôi sao cái kháng tất cả này nó không tăng cái kháng tất cả cuối ta? Tăng 50% chứ, 20% hiệu suất hồi phục, nhưng mà cái đồng hồi máu này nè. Thì hồi hồi phục thể lực ở trước rồi hoàn thể chất nhân cho 10 sinh lực nó hồi không có nhiêu hết, nhưng bây giờ nó hồi khá là nhiều. Tính cái hồi tới 7,6% sinh lực hiện tại luôn. Mà ở trước thì cái chiêu này của Thiên Dương, mà ai chơi đi Thiên Dương hiện tại bấm vô coi, nó chỉ hồi thể chất nhân cho 10 điểm sinh lực thôi, nó hồi cái cục cái ngủng mà. Còn bây giờ nó hồi cái tới 7,6% sinh lực hiện tại luôn. Ok, thì cái này của Thiên Dương. Thì Hoa Sơn nó có một cái số thay đổi như vậy nè. Ở Hoa Sơn hệ mộc luôn, thì hình như cái bản phiên bản này nó thay đổi hệ mộc khá là nhiều. Rồi Hoa Sơn thì cái chiêu Hoa Sơn là một môn phái, anh em biết là nó phải sử dụng kiếm ý, kiếm khí và tử hà kiếm ý. Đó, cái kiếm khí này, đây cái điểm này điểm kiếm khí nè, Hoa Sơn kiếm kiếm khí. Còn cái điểm tử hà kiếm ý là phải dùng cái chiêu này, dùng cái tiêu sử thừa long thì nó mới có lên cái tử hà kiếm khí là cái dưới cùng á. Đó, thì cái bộ kỹ năng này nó phải nhồi nó mới tấn công được, không nhồi thì cũng được, không nhồi thì cái đam cuối nó không có nhồi thôi.
đó. Nhưng mà nguyên một bộ đồ, nguyên một bộ set, nguyên một cái set tấn công của nó không có thay đổi, nó chỉ thay đổi mỗi cái chiêu phá kill này thôi. Thì cái phá kill này khi mà anh em tăng lên 10%, tại vì tăng 10 trên 10, tại vì cái chiêu cái này nó chưa có về Việt Nam, cho nên là so sánh giữa cái bản trước bản sau thì cũng chả biết so sánh làm sao. Thôi cho nên là tôi sẽ đọc cái chiêu này cho anh em coi. Cái chiêu này, cái chiêu thiên thanh đấu quyền, thì cái chiêu phá không phá kill này nó chỉ ảnh hưởng bởi thiên thanh đấu quyền thôi. Thiên thanh đấu quyền là cái chiêu mà búp đơn. Đó, búp đơn mục tiêu như vậy nè. Đó, thì mình được cái dòng cái nãy bọc trứng hồi nãy là mình được miễn sát thương. Đó, anh em có thấy cái con NPC nó bị đó, thì nó bị cái hiệu ứng nó không? Thì nó bị cái này búp đơn. Thì cái chiêu thiên thân đấu quyền này đó, thì cứ mỗi một lần nó tấn công được một mục tiêu đơn thôi, giống như cái mê tâm cổ của ngũ độc vậy đó. Thì nó sẽ tạo thành 349% lực tấn công cơ bản và 628 lực sát thương hạng mộc. Đó. Thì đồng thời nó sẽ giảm đi tấn công cơ bản của địch 150%, duy trì 4 giây thì địch nó bị giảm cái đi cái tấn công cơ bản, cho nên là cỡ nào mình cũng búp búp khi mà BK qua sơn thì anh em sẽ dùng cái chiêu này đầu tiên để giảm cái lực tấn công cơ bản của đối phương lên mình, tại vì mình là qua sơn mình một thuộc phái máu giấy mà. Rồi máu giấy thì sao cho anh coi luôn. Nhầm, cái này đó, chỉ có một điểm thể chất cho một cấp thôi, còn những cái tất cả đều là trung bình. Nó được cái bộ kill nó nhồi đam khá là ok. Đó, thì cái chiêu phá không này đó thì nó bị ảnh hưởng cái chiêu thiên thân đấu quyền. Thì thương thiên đấu quyền cái lực lực tấn công của nó, cái tỷ lệ bạo kích của thiên thân đấu quyền tăng cho mình là 10% ha. Rồi trong vòng 0,8 giây không chịu ảnh hưởng bởi bực sát thương nào hết. Cái lần đầu tiên sử dụng thiên thân đấu quyền thì cái thiên thân đấu quyền sẽ giảm 4 giây. Thì cái chiêu này nó hồi là hồi 8 giây, nhưng mà lần đầu tiên mình sử dụng trong cái quá trình BK thì nó giảm xuống còn có 4 giây thôi. Ha, giảm xuống còn 4 giây thì cái này cứ 8 giây thôi được sử dụng lần, nhưng mà họ giảm xuống 4 giây. Rồi đồng thời khi mà sử dụng đồng thời nó sẽ hồi lại 3 điểm kiếm ý. Hồi lại 3 điểm kiếm ý cho mình, thì cái điểm kiếm ý với điểm kiếm kiếm khí thì anh em có thể coi cái clip mà tôi nói về cái phái hoa sơn này để anh em hiểu rõ hơn về kiếm khí và kỳ tử hà kiếm khí làm sao ha. Rồi thì đồng thời nó hồi lại cho mình 3 điểm kiếm kiếm ý xong rồi, đồng thời lúc đó nó sẽ hồi cho mình hồi phần trăm sinh lực nha, 5% cộng cho 1%. Chà, cái này khó là 5% cộng cho 1% nhưng cho số địch xung quanh, nhưng mà nhiều nhất thì 5 thôi, tức là 5% cộng cho 1 cộng cho 5, về cho nhiều nhất là 5 địch luôn đi. Thì bây giờ cái công thức của mình là sẽ như sau ha. 1% phải không, để coi lại coi. 5% 5% cộng cho 5, 1% nhân 5, rồi cho nó nhiều nhất đi ha, là 5% cộng cho 1% nhân cho 5, thì cái 5% này cộng nó để nguyên ra 1% nhân cho 5 nó là 1%, thì mình hiểu theo phân số có nghĩa là 1/100 đúng không? Nhân cho 5 phần, nhân cho 5 luôn thì tức là 5/1. Ở trước mình đi học đó là nhân phân số là lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu là 5/100. Thì 5/100 này hiểu giống cái nãy này là 5% đi ha, cho nhiều 5%. Mà đã là 5% cộng cho 5% thì nó bằng 10%. 10% nó được theo cái 10%, tức là khi mình sử dụng cái chiêu thiên thân đáo quyền mình sẽ hồi lại được kiếm ý luôn. Để tôi xả kiếm ký thử coi, rồi dùng thiên thân đáo quyền thử coi. Hồi 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 giỡn hoài hồi luôn, hồi kiếm ý nha, cho nên là về sau cái kiếm ý kiếm rất là nhanh đó, chưa gì hết lên là 9 điểm kiếm ý rồi, giờ tụt xuống 5 rồi. Hồi lại coi, hồi chậm dữ. Thì nói chung cái bộ kêu chỉnh sửa này tôi nói anh em không hiểu là gì, anh em đã coi cái clip chưa thì sẽ hiểu ha, còn sau này về Việt Nam anh em tìm hiểu từ từ sẽ hiểu thôi. Rồi thì chuyển qua môn phái đường môn, thì đường môn tôi thấy nó fix lại toàn bộ chiêu thức luôn, thì tôi sẽ nói cho anh em coi sao. Thì cái chiêu truyền nhân thích là cái chiêu đài mìn của đường môn nó được fix lại luôn, chiêu bạo vũ lê hoa cũng được fix lại luôn, nâng lên 15 luôn nha. Cửu cung phi tinh thì giữ nguyên, để coi lại coi phải giữ nguyên không, đợi tí nha. Cửu cung phi tinh ở phiên bản Việt Nam hiện tại thì vẫn gây cho mình cứ mỗi một phi tiêu thì gây cho mình 113 tấn công cơ bản cộng 203 sát thương hệ mộc, chỉ có 25% kèm 2 giây tàn phế. Ok, kèm 1,46 1,5, bây giờ nó chỉ xuống 1/46, chả biết nó sợ nó phích gì chi nữa. Rồi thì cửu cung phi tinh nó không thay đổi.
nhưng mà nó thay đổi, kể là thay đổi cái mê ảnh tung. Mới ảnh tung thì cái thay đổi ở đây là mình nó chả thay đổi gì nhiều, kể là chỉ có giống như là nâng lên nó thì cái thời gian hồi chiêu này nó giảm xuống thôi, nhưng mà nó được cái một cái võ công bị động. Là cái võ công bị động này là võ công bị động này là đường môn tuyệt học đó. Khi mà lĩnh ngộ gì đó sẽ lĩnh ngộ được cái chiêu hàm sa xa ảnh, thì hàm sa xa ảnh này ảnh hưởng trực tiếp lên bạo vũ lê hoa triền nhân thích và cửu cung vi tinh đó. Tức là sau mỗi tám thì cứ tám cái hàm sa xa ảnh này, cái hiệu quả nó mang lại đó là nó sẽ phóng ra cái tám cái phi tiêu, tám cái phi tiêu gây sát thương vào những mục tiêu xung quanh đó. Ok. Là như vậy là khi mà mình tấn công bình thường là nó không có ra cái phi tiêu hàm sa xa ảnh đó, nhưng mà mình gài min đó, cái hàm sa xa ảnh nó sẽ rút vô, nó tám cái phi tiêu nó gom vô mục tiêu đó, anh em thấy không? Đó, nó gom vô mục tiêu luôn nè, đó, nó gom dính vô mục tiêu, thì những cái mục tiêu xung quanh sẽ bị dính bởi ảnh hưởng phi tiêu theo cái đường hình hình bông đó. Bạo vũ lê qua nè, xoáy 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 phóng ra, như là trước là xoáy xoáy phóng ra đúng không, bây giờ phóng vô luôn đó. Còn cửu cung phi tinh nè, chiêu 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 cửu cung phi tinh là chỉ dính tới chính cái hàm sa xà ảnh luôn nha đó, thì cái hiệu quả của hàm sa xà ảnh. Rồi bây giờ cửu cung vi triền nhân thích thì nó thay đổi làm sao? Triền nhân thích ở phiên bản Việt Nam hiện tại nó sẽ gây cho mình nhiều sát thương hơn, là nó gây cho mình 461% lực tấn công cơ bản với 829 sát thương hệ mộc, nhờ bây giờ bị xuất lại còn 350 lực phần trăm lực tấn công cơ bản và 630 10 điểm sát thương hệ mộc thôi. Có 1% kèm ra hai giây tàn phế và định thân thì nó giữ nguyên, nó không thay đổi nè. Cùng một lúc đạt được tới 6 cùng một lúc gài được tối đa 6-7 và sẽ tích lũy sử dụng được lên tới 6-7. Nhưng mà bây giờ nó fix lại cái này là cái 7 nó sẽ hoạt động sau 1,4 giây thì nó mới tạo ra cái 7, còn bình thường là gài mìn là nó đang ở dưới chân mình luôn. Tức là cái chiêu này về sau thì nó sẽ gọi là đường môn sẽ cho những cái anh BK cao, trình BK cao thì người ta mới sử dụng. Nó thì mình ở sử dụng ở BK dạng BK tân thủ á, thì nó sẽ như vậy, là nó không có gài dưới chân mình nữa, anh em nhìn thấy không? Thì cái mìn này sau 1,46 giây nó mới xuất hiện cái mìn này đó, nhưng mà nó ở sát cách xa mình hơn. Thì nếu mà anh em chuyển qua cái dạng BK cao thủ đó, mình chuyển qua cái dạng BK cao thủ thì cái chiêu này nó là cái chiêu gọi là khi mà mình với mình chơi liên minh thì mình gài cái dòng này ở đâu thì cái lá hồi nó sẽ xuất hiện ở đó nè. Giống như cái dòng này mình kéo kéo héo kêu cái dòng tròn ấy, giống như kéo bên như bên trái vậy thôi, kéo theo vòng tròn di chuyển cái bên trái vậy thôi, mình muốn nó đâu thì trong cái dòng sáng kia là cái giới hạn của cái kêu nó, cái giới hạn của cái mìn nó. Ví dụ tôi buông ở đây đi thì 1,46 giây thì nó xuất hiện một cái mìn ngay đây, đúng không? Bây giờ tôi muốn đặt một cái mìn ở đây đi, đặt cái mìn ở đó thì bấm ở đây đó, thì cái dạng BK cao thủ này sau này họ sẽ gài mìn theo cái kiểu như vậy đó, nhưng mà 1,46 giây nó mới xuất hiện nha, cho nên là gài cho giữ vô đi, hình như có thể gài cộng dồn, mình vẫn có thể gài cộng dồn như gì nè. Gài cộng dồn vừa gài dưới chân đi đó, thì dừng gài cộng dồn hai cái mìn lên được một lúc, nhưng mà 1,6 giây sau nó mới có tác dụng. Còn cái chuyện nhân thích thì cái mê ảnh tung mình vẫn có bình thường vậy thôi. Chuyện nhân thích là cái gài mìn của nó thì tôi đã nói với cái chuyện đó, nó xuất lại làm sao. Thì cái dạng cái BK đề cử anh em nào chơi đường môn mà tôi nên chơi đề BK cao thủ đi ha. Rồi cái cột bạo vũ lê qua đó thì nó sẽ gây cho mình phiên bản cũ là gây mình 356 lực tấn công cơ bản, nhưng mà bây giờ lên được 390% lực tấn công cơ bản và 720 điểm sát thương hệ mộc, phiên bản cũ chỉ có 640 thôi. Nhưng mà bây giờ nó nói là cái phi tiêu phóng ra thì nó sẽ bằng 1/3 tấn công. Thì bây giờ nó bỏ ra nó không có cái phi tiêu phóng ra nữa, anh em nào chơi đường môn phiên bản hiện tại anh em thấy rồi. Nó bây giờ anh em sẽ không thấy cái phi tiêu phóng ra nữa, tích lũy cao lắm là được 4 lần. Ở trước anh em bắn phóng bạo vũ đi qua thì cái phi tiêu nó quay vòng vòng nó tỏa ra đúng không? Còn bây giờ phóng một cái thì nó sẽ là một cái nó bị ảnh hưởng bởi hàm sa xà ảnh rồi, nó fix lại cái vụ đó. Đó, nó fix lại cái vụ đó. Thì tôi nên để cái BK bình thường lại thôi. Chơi đường môn mà cực kỳ về sau cực kỳ khó chơi. Đó thì cứ mỗi một thức như vậy nó giống như cửu cung phi tinh là mình được tới chín cái hàm hàm sa xà ảnh nè, đó nó tới chín cái phi tiêu nhào vô luôn, cho nên nó fix lại về cái đó. Thì cái phi tiêu nó là về hiệu quả của mê ảnh tung đó, cho nên là cái mê ảnh tung này càng cao thì cái hiệu quả của phi tiêu nó càng cái hàm sa xà ảnh càng nhiều. Thì cái lực tấn công của hàm sa xà ảnh sẽ bằng 60% lực tấn công cơ bản cộng 108 sát thương hệ mộc nếu mà dính phải một đao
Ok ha, thì về sau thì đường môn khá là ok. Nhưng khi mình gài mìn nó, mình để đó, mình chạy một hồi luôn. Có nhiều anh em chơi á, chơi đường môn á, sẽ dùng mê ảnh tung xong chạy qua chỗ đó, đặt cái mìn, cái nó đâu biết đâu, nó vừa chạy tới nó gài dúng cái mìn, nó sẽ bị tàn phế và định thân này nọ. Đó là cái fix của đường môn. Để coi đường môn còn fix gì nữa không. Rồi, thì trong võ thần điện và minh chủ võ lâm thì nó sẽ thiết lập lại cái hiệu quả của đường môn cho đường môn có cái sát thương cao nhất, giống như thiên nhẫn thì nó sẽ thiết lập lại cái trình tự auto. Thì anh em cũng biết là cái tính năng võ thần điện và võ lâm minh chủ là cái mình không thể điều khiển nhân vật của mình, nó sẽ đánh theo cái kiểu auto, nó tự động đánh, cho nên là nó sẽ thiết lập lại cái này cho đường môn có thể cái sát thương cao nhất, đạt giành điểm được cao nhất ha. Rồi thì còn lại võ đan, thiên sơn, trường ca và đào hoa thì mình sẽ để dành cái clip sau. Cái clip này nó cũng nó ngắn thôi nhưng mà đa phần là nó chỉnh sửa hệ mộc nhiều. Thì hệ mộc hiện tại nó đang bị thọt, bên phiên bản Trung Quốc này đang bị thọt, thì nó fix hệ mộc này. Chủ yếu cái phiên bản này nó vẫn nâng lên cho những cái phái khác nhưng mà nó chỉ nâng cái hiệu hiệu quả gọi là hồi phục thôi, còn hồi máu thôi. Còn mình thấy tôi thấy thiết lập lại là đường môn thấy hệ mộc nó đi lên, còn thiên Hoa Sơn mà fix lại cái kiểu đó mà hồi kiếm ý liên tục được như vậy thì nó cũng đỡ được phần nào. Ok ha, thì bên để coi mình coi bên bảng xếp hạng hiện tại bên server Trung Quốc nha. Bên server Trung Quốc hiện tại bảng lực chiến là vẫn là Bá Đao, Đào Hoa, Thúy Yên, Bá Đao, Thiên Sơn. Ấy Hoa Sơn thì bây giờ thấy Hoa Sơn nó thống trị bảng lại rồi nè, có Nga Mi luôn, có Hoa Sơn, Ngũ Độc nó lên lại hết. Đào Hoa này nọ thấy trạng thái nó thuộc cân bằng ha, nhưng mà vẫn chưa thấy Thiên Nhẫn, vẫn chưa thấy Thiếu Lâm, và cũng chưa thấy Thiên Dương luôn. Đó. Cạn 38 này thấy được ông Tiêu Dao. Tiêu Dao này cũng vô xong luôn chứ không có hiền đâu. Cũng đồ đạt quá dữ. Hoàng kim các kiểu đồ rồi. Thôi kệ, nếu anh em có gì comment ở dưới ha. Rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và anh em. Tôi là Jun đến từ kênh Jun Đi Liêu.